Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Bác em mình mã chữ K bác nhá, gồm rất nhiều máy cưa luôn. Thì đầu tiên có Makita này, tay cụt Hitachi, Estin tay dài, Hitachi Echo, Shinawa, Kyorit. Đó, cái Shinawa này, cái Komatsu cực kỳ là VIP luôn cho bác nhá. Đó, đầu tiên bác xem video thì nhấn subscribe này, đăng ký kênh và chuông thông báo. Cửa hàng là 0862 577 746, cho quan kết sử dụng ở Zalo bác nhá. Bên em thì bán ship hàng toàn quốc, nên nó được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái, bảo hành nòng, điện bơm nước cho bác là 9 tháng nhá. Sản phẩm bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít này, đó ba món theo kèm mà chữ K rất là đẹp luôn. Đó. Đầu tiên cây K1. K1 thì em có cây Makita, con này là Makita MDE 3430. Đó, con này công suất là 35cc, làm bản dài mặt cắt là 3535. Xích là chạy xích chung 91, làm Makita bác nhá, làm zin theo máy. Đó, hàng nguyên zin nguyên bản. Con này cũng rất là đẹp luôn. Đó, con này được trang bị là van xả áp, một đợt bác ấn đây bác giờ rất là nhẹ nhàng quá nhá. Trọng lượng của con cây máy này nó rơi vào tầm 5 kg. Đó, van xả áp thì có chức năng bác giật rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, con này được trang bị là hàm rồng này, lốc nhôm, đó bồi trắng tươi cho mình nghi cắt củi gia đình. Đó, bác thì cắt tầm 35 40 đổ lại. Đó, đặc biệt Makita chạy rất là lợi xăng các bác nhá. Đó, con này thì giá rất là rẻ, 1.600.000 bao ship. Đó, bác nào kinh tế anh em phải tham khảo con kem 1K1 các bác nhá. Độ nhiệt nổ này cực kỳ là cao luôn. Đó, ốc hàng hoa thị này, đó cực kỳ đẹp. Rồi, đó test nổ bác nghe tiếng máy này, 1.600.000 bao ship. Rất là cao luôn, giá cái này rất là rẻ quá nhá, 1.600.000. Tiếp theo con K2, K2 thì em có một cây Tanaka. Con này là Tanaka bản đời cao bác nhá. Con này là 33, con này công suất là 33cc, làm bản dài mặt cắt là 35 40, xích là chạy xích chung 91, làm của Tanaka bác nhá, làm 14 inch, làm Odegon. Đó, được trang bị tăng xích luôn trên lam. Bản Hitachi đời cao này nó rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, đó được trang bị trục giật trợ lực này. Đó, cái dòng tay cụt này chỉ rơi vào khoảng là tầm 4.5 kg bác nhá. Đó, rất là nhẹ luôn. Con này thắng thì hoạt động bình thường. Đó, full chức năng. Cái dòng này thì trước mình leo trèo tỉa cảnh, bác làm những công việc ở trên cao. Đặc biệt bản Tanaka đời cao này chạy cực kỳ lợi xăng, bơm xăng phụ các thứ bác nhá. Một cái máy full chức năng. Đó, le gió tự động này. Đó, trọng lượng nhẹ nhàng. Cái dòng tay cụt này bác cầm một tay hai tay rất là nhẹ nhàng. Đó, cánh chị em phụ nữ sử dụng rất là nhiều. Đó, rất là dễ vận hành các bác nhá. Đó, con này chạy thì rất là tiết kiệm nguyên liệu luôn. Con K2 giá là 1.800.000. Đó, hàng nguyên zin nguyên bản rất là đẹp. Đó, test cho bác nghe tiếng máy này. Con này là tay lửng Estin, con này là Estin 009. Đó, con này được trang bị công suất là 40cc, dòng tay lửng công suất lớn, làm bản dài mặt cắt là 35 40, xích là chạy xích chung 91. Đó, làm của người chữ Estin các bác nhá. Ốc giữ lam này, con này thắng thì hoạt động bình thường. Con này là trước mình đi cắt thuê cắt mứa này, đi cắt khai thác, đặc biệt cái dòng Estin sử dụng tua rất là cao. Con này được trang bị là lốc nhôm bác nhá, trắng tươi luôn này. Đó, làm Estin làm zin đeo máy. Dòng này bác cắt tầm 45 40. Đó, leo trèo tỉa cành. Dòng tay lửng này rất là nhẹ luôn, nó rơi vào 4.5 kg bác nhá, 40cc lòng 40 ly. Dòng tay lửng công suất lớn, Estin thương hiệu đứng đầu số 1 thế giới này. Con này chạy thì rất là tiết kiệm nguyên liệu mà sử dụng tua rất là cao. Đặc biệt con này rất là nhạy nổ bác nhá. Cánh nào mà bác nào mà đi khai thác chuyên nghiệp các thứ sử dụng dòng Estin này. Đó, cắt phân đoạn, đó các là cắt củi nấu rượu sử dụng dòng Estin này cực kỳ là VIP luôn các bác nhá. Tua cao nhạy nổ, đó chạy rất là tiết kiệm nguyên liệu. Đó, làm zin theo máy, hàng nguyên zin bản của dòng Estin. Đó, thương hiệu đứng đầu số 1 thế giới. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Rất là cao các nha. Rồi, K3 giá là 2.300.000.
bao ship một cây cũng rất là đẹp, đó hàng nguyên zin nguyên bản. Tiếp theo cây số K4 em có một cây Hitachi, con này là Hitachi xe dài, con này là CS35, đó con này công suất là 33cc, được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chung 91 lam của Hitachi bác nhá, lam zin theo máy Hitachi này, hai ốc giữ lam bồ đèn trắng này rất là đẹp luôn bác nhá. Dòng này thì máy chạy rất là bền, máy này tua cao, thứ hai là cái dòng này rất là nhẹ nhàng, nó chỉ rơi vào khoảng 4,2 kg, bơm xăng phụ các thứ, các anh chị em phụ nữ sử dụng dòng tay dài này rất là nhiều đó, bác đi cắt khai thác sớm tối cả ngày. Đặc biệt cái dòng này chạy rất là tiết kiệm nguyên liệu này, nó lợi xăng, bơm xăng phụ các thứ 4,2, các anh chị em phụ nữ sử dụng rất nhiều dòng tay cụt này, dòng tay dài các bác nhá. Đó, leo trèo tỉa cành, bác làm những công việc ở trên cao đó các bác nhá. Đó, con này rất là đẹp luôn, hàng nguyên zin nguyên bản đó, cái dòng này rất là nhạy nổ luôn. Cái thứ hai máy chạy này số tua máy chạy rất là đầm nha bác nhá, giòn đó. Cây ca 4 giá là 2.100.000 bao ship. Test nổ bác nghe từng máy này, bác nhìn dây giật này trắng tươi luôn, một cái máy thiếu thùng. K4 giá là 2.100.000 bao ship. Tiếp theo con K5 thì em có một cây Ryobi, con này là ES360 đó, con này công suất là 36cc, dòng nồi đồng cối đá, cái này trọng lượng của máy rơi vào 5kg bác nhá, nồi đồng cối đá luôn, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích nhà chạy xích chân 25 làm là tinh đó. Cái dòng này hai ốc chữ lam bác nhá, cái dòng này màu vàng rất là đẹp luôn đó. Dòng này thì anh em mình tới rất là thích, riêng con này nó nồng nặc nhưng mà nó sử dụng tua rất là cao luôn, các bác cắt tầm 5-60 đổ lại đó, cực kỳ hiệu quả luôn. Dòng này chạy rất tiết kiệm nguyên liệu bác nhá, đó tất cả đều bằng hợp kim nhôm luôn đó, cực kỳ là bền, con này hàng đẹp đó, lục nhôm các thứ này làm là tinh đó, dày dặn luôn các bác nhá. Đó, xích zin này, con này mới được khoảng tầm 90% nữa bác nhá, bác yên tâm luôn. Rồi đó, con K5 giá là 1.900.000 bao ship. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Cái này giá là 1.900.000 bao ship. Theo căn K6 thì em có một cái Echo, cái này là Echo 441, đó, cái này công suất là 44cc các bác nhá, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chân 325, cái này là lam lối các bác nhá, lam lối của Echo này. Bên em đã lên một sợi xích 325 mới cho bác rồi nhá, hai ốc giữ lam. Con này trước mình đi khai thác phá rừng này, phân đoạn các thứ, dòng Echo này rất là bền luôn, bác làm và làm những công việc khoảng 5-6 tiếng một ngày hoặc là đi cắt thuê cắt mướn. Đó, con này thì máy nóng rất là nhạy nổ luôn các bác nhá, độ bền của dòng Echo rất là cao. Cây này trọng lượng của máy rơi vào 5,5 kg đó, và cắt gọi là sớm tối cả ngày, bác nào mà cắt liên tục đó, đó con này chỉ cần nóng một chút này thôi nó rất là nhạy nổ. Đó, con K6 giá là 2.400.000 các bác nhá, thì cắt cái ta của banh con này tầm 7-80 đó, chạy lợi xăng bản đời H này, 441H là bản đời cao các bác nhá. Đó, giật con này nhạy nổ và tua cao là 44cc, rất là khỏe rồi, nhẹ nhàng đó, phần đoạn các thứ hai ốc giữ lam, xích mới cắt thì khỏi nghĩ luôn các bác nhá. Đó, rồi con K6 giá làm 2.400.000 bao ship. Test nổ bác nghe từ máy này. Dòng Echo. Theo K7 thì em có một cây Shinowa, con này là Shinowa Short 1035S đó, con này được trang bị công suất là 35cc, trọng lượng con này rơi vào khoảng 4,5kg bác nhá, bơm xăng phụ các thứ này, con này thắng theo hoạt động bình thường, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chân 25. Dòng này trước mình đi cắt củi gia đình Shinowa, một thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản các bác nhá. Con này được trang bị là hai ốc giữ lam, con này là hai ốc bản 19, hai ốc 7 màu đó, con này rất là nhẹ nhàng luôn, bác cắt củi gia đình leo trèo tiệt cành các thứ đó. Riêng dòng này thì độ bền này, tua cao. Cái thứ hai là Shinowa chạy rất là lợi xăng các bác nhá, đó dòng này chạy khỏi nghĩ luôn. Con K7
K7 giá là 2.600.000 một cây máy siêu nhẹ nhàng các bác nhá. Đó, ngoài ra cái dòng này được trang bị là trục trần trợ lực lớn. Đó. Lan bản dài mặt cắt là 35540, xích là chạy xích chân 25, làm là tinh các bác nhá. Bên em đã lên một sợi xích mới cho bác rồi này, hai ốc chữ lam. Con này tháng theo độ bình thường, bơm xăng phụ. Đó, bơm xăng phụ các thứ đầy đủ các bác nhá. Ngoài ra con này được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Đó, các bác cứ kéo nhẹ lên là nổ. Riêng con này trước mình đi khai thác này, phá rừng, đi cắt công trình, cắt trong nhà kính. Đặc biệt con này sử dụng tua rất là cao các bác nhá. Đó, tem số gì của nó đây? Made in Japan. Đó, trọng lượng máy rơi vào 5 kg, bác cắt tầm 5-60 đổ lại. Đặc biệt là dòng máy chạy tua cao bác nhá, độ bền, độ tiêu hao nguyên liệu. Con này là bản Kyorit đó, bản Echo là một bác nhá, Kyorit Echo. Đó, độ cũng như về độ bền này. Con K8 đã là 2.800.000, đó, gọi là cả ngày luôn. Rồi, test nổ bác nghe tiếng máy này. Rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Đó là 2.800.000 bao ship. Tiếp theo, con K9 thì em có một cây V, con này là V3009 bản Kyorit. Con này công suất là 40cc, làm bản dài mặt cắt là 4545, xích là xích chân 325, làm là tinh các bác nhá, hai ốc giữ lam. Con này trước mình đi cắt phân khúc là đi khai thác tầm trung này, đi phân đoạn các thứ, đặc biệt con này là dòng máy cắt bác được trang bị là lốc nhôm các bác nhá. Đó, lốc nhôm độ bền. Con này trọng lượng nó rơi vào 5 kg, bác đi cắt tầm 100-120 sử dụng dòng này hoặc đi cắt thuê căn mướn. Bản V3009 này được trang bị là van xả áp, bác giật rất là nhẹ nhàng luôn mỗi khi bác ấn vào. Đấy, cây này thì echo một cái máy rất là đẹp luôn các bác nhá. Xích zin này các bác này, đó còn mới khoảng 95% nữa. Con này bác mà con này thì nó sử dụng tua rất là cao luôn, cắt dòng này rất là lợi xăng, độ bền này. Con này giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá, tua cao. Còn dòng này thì hệ các bác miền trong này hay sử dụng dòng này đi cắt dừa các bác nhá. Dòng này rất là tiết kiệm luôn, là 3.200.000 các bác nhá. Đó, con này chạy cực kỳ lợi xăng luôn. Test nổ bác nghe tiếng máy này. K10 thì em có một cây Shinawa. Con này là 577. Đó, hệ máy lớn. Con này công suất là 57cc. Trước mình đi khai thác này, phân đoạn phá rừng, Shinawa là hệ con này thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản các bác nhá. Con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 50, xích là chạy xích chân 325. Bên em lên một chuỗi xích mới các bác nhá. Con này là lam Latin tản nhiệt của Shinawa, lam zin của 577. Con này được trang bị là hai ốc giữ lam. Con này dòng là nồi đồng cối đá cực kỳ là bền. Bác đi xẻ xiếc phân đoạn. Con này được trang bị là lốc nhôm này, hàm rồng. Đó, con này một con cực kỳ là VIP. Cây này trọng lượng của máy nó rơi vào khoảng 7 kg. Đó, bác đi phân đoạn các thứ này, đi cắt thuê căn mướn, đi xẻ xiếc, cụ banh con này tầm 35-40 các bác nhá. Đó, Shinawa tua rất là cao. Con này máy chạy bền này. Đó, cây này giá là 3.500.000 bao ship. Một cây càng cực kỳ là VIP nhá. Đó, cắt chuyên nghiệp các thứ. Con này máy móc thì liền lạc. Đó, con K10 giá là 3.500.000. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Riêng con này rất là nhạy nổ luôn. Cực kỳ là cao bác nhé. Còn
10, giá là 3.500.000 bao ship trên qua 577. Tiếp theo, đó, con cuối cùng thì em có một cây siêu phẩm. Con này là G Komatsu, con này G 4001 các bác nhá. Con này là bản đời cao, con này dòng trọng lượng số là 41cc, dòng máy cắt trong chỉnh Komatsu, con này hàng rất là đẹp luôn. Lam bản dài mặt cắt là 45-45, xích là chạy xích chân 325, con này hai ốc chữ lam này. Đó, con này tháng rất là bình thường, dòng máy cắt công trình các bác nhá. 325P là sợi xích của nó này. Đó, con này được trang bị là bô giảm thanh cách âm. Đó, hàm rồng này. Đó, hàm rồng. Cái dòng này thì bác cắt công trình các thứ, cắt ngoài đường sử dụng dòng này. Đó, bác nào thích làm hàng sưu tầm, đó, hàng nguyên đi nguyên bản có nhá, làm rèn quát luôn, làm liền theo máy. Cái này trọng lượng rơi vào 5kg, bác đi cắt chuyên nghiệp bất cứ phân đoạn. Đang quay thì có người gọi các bác nhá. Đó thì em giới thiệu lại, con này được trang bị là giảm dập lò xo KK11, cái này cực kỳ là VIP luôn. Cái này giá là 4 triệu bao ship. Bác nào mà chốt thì em sẽ tặng bác ốp la các thứ đầy đủ bác nhá. Để đổ bác nghe tiếng máy này. K11 giá là 4 triệu bao ship. Đó, cái này thì em pha hơi nhiều nhớt các bác nhá. Đó, pha nhiều nhớt thực ra nhiều khói nhưng mà nó tốt, rất là tốt cho bộ bê tông. Rồi, cây này giá là 4 triệu bao ship. Em xin phép kết thúc ở đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua là 0862 567 746 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.